Từ nay không cần tốn tiền xe lên Đà Lạt để ăn bánh tráng nướng nữa, mà ở Sài Gòn cũng có tiệm bánh tráng gốc Đà Lạt ngon và giống Đà Lạt nhất mà tôi từng ăn. Bật mí cho mọi người, tiệm này là chi nhánh gốc ở Đà Lạt và mở thêm chi nhánh ở Sài Gòn nha. Dù quán chỉ mới mở thôi nhưng mà rất là đông, bữa tôi đi trời mưa mà khách ngồi full bàn luôn á. Điểm cộng tôi thấy quầy topping là miễn chê luôn nha. Đếm sơ sơ có tầm mười mấy hai chục loại topping như thịt bằm, xúc xích, phô mai, rú, khô bò, pate, chà bông, trứng gà, trứng cút, xoài và các loại sốt. Quầy topping thì được sắp xếp đâu ra đó gọn gàng, hệ thống nhân viên đứng nướng bánh lên đến 4-5 người mới kịp ra bánh á. Trên bàn thì có để sẵn 4-5 loại sốt, còn có cả cách pha chế nữa. Theo tôi thì tôi thử cách hai là ngon và đậm đà nhất nha. Vì quầy top bên quá là khủng khiếp cho nên menu cũng rất là đa dạng món. Tôi đếm sơ sơ thì có hơn 30 loại bánh tráng nướng và dẻo, chưa kể tráng trứng nướng và tráng miệng nữa. Tới đây là mọi người phải thử liền cái món bánh tráng dẻo thập cẩm số 30 nha. Hình bình thường chứ ăn không hề tầm thường, độ béo của phô mai kết hợp với các loại topping chấm mắm men ngon xỉu. Bánh tráng nướng thì mọi người chọn số 21 là bánh tráng thập cẩm có xoài á. Đây là sự kết hợp tuyệt vời, ăn là ghiền luôn á. Order thêm tráng trứng nướng thập cẩm chen cùng với mắm tiêu ăn coi chừng dính nha. Đi ăn quán Đà Lạt thì không thể nào không thử kem bơ đúng không? Bơ béo ngậy mới trai luôn nha mọi người. Tớ thử luôn cái món sữa chua dẻo Việt Quốc và sữa chua phô mai nha. Theo gu tôi là phải béo xíu nữa mới ngon nhưng mà cũng khá là ok rồi á. Bánh có tên là bánh tráng nướng bé lùn, bán từ 15 tới 22 giờ nhưng mà mọi người nhớ đi sớm nha, chứ không thôi là hết bàn á.